Rồi câu A là yêu cầu tính số phân từ 9,4 gam K2O đúng không? Rồi. Muốn tính số phân tử là mình phải biết cái gì? Số mol. Ok. Số mol. Rồi chúng ta sẽ có số mol của K2O là N sẽ bằng M nhỏ chia cho M lớn. Số mol của K2O là lấy M nhỏ là 9,4 chia M lớn. M lớn của K2O có chưa? 9,4. Là M lớn gọi là gì? Là khối lượng. Khối lượng gì? Mol, đúng rồi. Là kali là 39 nhân 2 cộng oxy 16 là bằng 9,4. Đơn vị là gì? Gam trên mol. Rồi số mol là bằng khối lượng là 9,4, 9,4 là bằng 0,1 mol. Rồi từ đó tính số phân tử K2O là mấy? 0,1. Lấy số mol nhân hằng số Avogadro là mấy? 0,1 nhân 6 nhân 10 mũ 23 bằng 6 nhân 10 mũ 22. Đây là cái con số 6 nhân 10 mũ 23 là con số là đúng đó con, chứ thực tế là phải là 6,022. Dạ. Thực tế nó phải là 6,022 đó. Đơn vị phân tử rồi chưa? Chưa. Thực tế là cái hằng số Avogadro là nó là 6,022 đó. Ủa, đơn vị phân tử. Hằng số Avogadro là 6,022 nhân 10 mũ 23. Rồi câu B nè. Câu B. Tính số phân tử. Số mol phân tử là. Rồi, phân tử natri oxit công thức của nó là gì? Để đấu cho đâu công thức. Công thức hóa học của natri hydroxit là NaOH. Yeah. N. NaOH. Xong rồi chúng ta sẽ đi tính số mol. Ừ, rồi. Số mol của NaOH mấy? N sẽ bằng lấy cái số phân tử số chia phân vậy tử chia cho 6 nhân 10 chia hằng số Avogadro rồi bằng 0,5. Ừ, ok, đúng rồi. Rồi con tính khối lượng đi. Khối lượng của phân tử natri hydroxit đó là sodium hydroxide đó. Dạ. Là nhiêu? M sẽ bằng 20 gam. Lấy số mol nhân M lớn nhân cho N, M lớn. Mà khối lượng của nào, khối lượng mol của NaOH là mấy? Khối lượng mol của NaOH là 40. Là mấy con? Natri 23, oxy 16, hydro 1 là bằng 40 đơn vị là gam trên mol. Là khối lượng của NaOH là 40 nhân 0,5, 40 là 20 gam đúng không? Yeah. Rồi. Như vậy là xong câu B, bây giờ câu C. Là công thức của khí sulfur. Đúng rồi, công thức hóa học của khí sulfur. SO2. Là SO2, vì răng trước không? Dạ, vì lưu hình hóa trị 4 oxy hóa trị 2 chéo vì ta hóa trị lại là SO2. Ừ, SO2. Giờ đi. Giữa ngày không chưa cho, tức là con bị ghi ra đã hay chưa? Con ghi là bị trừ điểm đó. Rồi, bây giờ sao? Muốn tính thể tích làm sao? Đầu tiên đi tính gì? Tìm số mol. Ừ. Số mol của SO2 là mấy? Làm răng tính. Lấy số lấy 44 này là cái gì đó? 44 là khối lượng. Ừ, khối lượng. Chia cho khối lượng gam. Khối lượng mol. À, khối lượng mol. Mà khối lượng mol SO2 là mấy? SO2 là lấy 32 cộng với lại là lấy 32 16 nhân 2 cộng 16 nhân 2 bằng 64. Đơn vị. Đơn vị là gam trên mol. Ừ, rồi. Lấy 44 chia 64 bằng mấy con? 0,6875. Ừ, 0,6875 mol. Rồi. Giờ làm ra tính thể tích. Ờ, thể tích V sẽ bằng là bằng gì? N nhân với lại 22,4. Đó là điều tiêu chuẩn, đúng rồi. 0,6875 nhân 22,4. Mai mốt mà con lấy lớp 10 á là điều kiện tiêu chuẩn là nhân 24,79 lên lớp 10 á. Lớp 10 á, chương trình mới sau này á là điều kiện tiêu chuẩn. Đó là sau này lên lớp 9 là học chương trình. À, lớp lên lớp 10 á, con học sách mới là nó sẽ là nhân 24,79. Ừ. Điều kiện tiêu chuẩn lúc đó là sửa lại rồi là 25 độ C, 1,3.
Mấy con? 15,4. 15,4 lít nha. Đó, được chưa? Mai mốt mà lên lớp 10 thì chúng ta sẽ không nhân 22,4 nữa, mà chúng ta sẽ nhân 24 cái vị trí lít chương trình mới. Vì con học sách giáo khoa lớp 8 là sách cũ, chứ mấy em học lớp 7 là học sách mới lại rồi. Là nhân 24 cái vị trí. Là lớp 8 năm sau là nó sẽ nhân 24 cái vị trí. Lúc mà hồi lớp 7 á, thể tích hơi của 3 gam chất A bằng thể tích của 1,6 gam khí oxy đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, tính khối lượng mol của chất A. Rồi Nuna, bé Na, thể tích hơi bằng nhau thì gì bằng nhau? Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Thì chúng ta có gì? Số mol thể tích bằng nhau thì gì? Thể tích khí hơi bằng nhau thì dẫn đến gì bằng nhau? Số mol. Nhớ ngay, đây không phải là điều kiện tiêu chuẩn nghe bé Việt. Đây không phải là điều kiện tiêu chuẩn. Thể tích bằng nhau thì số mol bằng nhau. Do đó chúng ta sẽ có số mol chất A sẽ bằng số mol của khí oxy. Rồi cô nhắc lại nghe. Thể tích khí bằng nhau thì số mol của nó sẽ bằng nhau. Đồng ý chưa? Hơi nước cũng được tính là chất khí ha, hơi cũng là khí ha. Mà số mol thì bằng gì đây? Bé Na ơi. Số mol thì bằng khối lượng chia m lớn đúng không? M lớn sẽ bằng số mol nhân với khối lượng. Đúng không cô? A 7. Hai gạch có thấy hai con bên này. Ông thầy không hình xin nói. Mà khối lượng A thì có rồi, thay vô. Không có biết rồi, đặt khối lượng. Không có. Không biết. Cái nào chưa có mình để nguyên. Khối lượng oxy là 1,6. Chia m lớn oxy là 32. Khí oxy là O2 nghe. Tức là chúng ta sẽ có gì? 3 chia m lớn A. 1,6 chia 32 được mấy? 1,6 chia 32 là 0,05. 0,05. Là của O2 là cô. Vậy cuối cùng m lớn A là nhiêu? Dạ, m lớn A là bằng 0,05. Ở lộn 3 chia 0,05. 3 chia 0,05 là ra mấy? Từ từ cô đoán nó rất là đẹp. Mày biết bao nhiêu người? 21 con người. Bằng mấy con? 60. 60 đơn vị là gì? Vậy khối lượng mol của A là mấy đó? Đúng rồi, khối lượng mol của A là 60 gram trên mol. Nhớ nghe. Nhớ là trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất thì thể tích khí bằng nhau thì số mol nó sẽ bằng nhau. Đề nó cho chúng ta là biết 2 mol khí A là nặng hơn 5 mol khí hydro, 54 gram. Tức là chúng ta sẽ có cái gì đây? Tính khối lượng mol khí A. Chúng ta sẽ có gì đây? Ta có gì đây? Ta có MA trừ MH2 là bằng 54. Đúng chưa? Khối lượng 2 nó trừ nhau. Chú cha cũng viết lại, con đừng có viết cái kiểu móc móc lên đó nha. Khối lượng A trừ khối lượng hydro là bằng 54 gram. Rồi, mà khối lượng A là bằng gì hả? Số mol. Số mol A là mấy? Nhớ là mình đừng có bao giờ biến ra cái thể tích gì cho mệt nha.
cứ có số môn. Họ quy thầy thích về số môn chứ ít khi ai quy số môn về thầy thích lắm. Rồi số môn A là con thế vào là 2. Mời lớn ai chưa biết, họ đang họ băng bảo mình tìm mà. Rồi số môn hydro là mấy con? 5. Nhưng mời lớn hydro là 2 là bằng 54. Rồi tính từng bước 1. 2 lần m lớn A là bằng trừ 10, tức là bằng 54 trừ 5 nhân 2. 54 trừ cộng 5 nhân 2 chứ. Còn mấy con? Số 4. Đúng rồi. Rồi vậy từ đó chúng ta suy được m lớn A bằng mấy nha? 64 chia 2 bằng 32, chuẩn bị là gì con? Đúng rồi. Đúng xác. Biết x mol khí A có khối lượng bằng khối lượng của 8x mol khí hydro. Yêu cầu chúng ta là tính khối lượng mol của khí A. Bây giờ rõ ràng là đề cho chúng ta là khối lượng của A là bằng khối lượng của khí hydro. Nhớ là khí hydro là H2 nha. Công thức là khối lượng thì sẽ bằng gì? Số mol. Đúng rồi. Nhân M lớn. Rồi thay vào. Điển cho gì thì mình thay vào thôi. Số mol của A là x. Nhân M lớn A chưa biết. Số mol hydro là 8x. Nhân M lớn hydro là 2. Vậy ở đây cô sẽ tính được M lớn A là bằng 8x nhân 2 rồi chia cho x, tức là 16x chia cho x. 16x chia x thì thành 10, 16. Nhớ ghi đơn vị vào nghe. Không ghi đơn vị là bị trừ điểm nha. Rồi, vậy M lớn A là 16 gram trên. Biết A gam khí oxy là có số mol bằng B gam khí hydro, tính tỷ lệ A trên B. Nhớ nghe, chúng ta có đề ở đây là chúng ta có cái gì đây? Chúng ta có số mol. Số mol của O2 là bằng số mol H2. Rồi có số mol là đừng suy ra thể tích nghe. Vì tỷ lệ số mol là bằng tỷ lệ thể tích, người ta thường thường là suy từ tỷ lệ thể tích về tỷ lệ số mol. Bây giờ số mol thì lại bằng gì? Số mol thì lại bằng khối lượng chia m lớn, đúng không? Hả? Khối lượng O2 là đề chưa cho. Nhưng mà M lớn O2 là chúng ta tính được là 32. Khối lượng hydro đề chưa cho. Nhưng M lớn hydro là chúng ta biết được là 2. Vậy từ đây chúng ta sẽ rút được khối lượng O2 chia cho khối lượng H2 thì sẽ bằng 32 chia 2. 32 chia 2 thì bằng 16, đúng chưa? Hoàng khắc phục cái phần trình bày nữa là được đó con. Cái con trình bày đang còn ẹ quá. Bằng 16. Mà trong đề nó ký hiệu khối lượng O2 là cái gì đó thì chúng ta khối lượng O2 ký hiệu là A. Còn khối lượng hydro ký hiệu là B. Vậy tỷ lệ A trên B là bằng 16. Biết N M gam khí oxy là có thể tích bằng thể tích của 2,8 gam khí nitơ ở điều kiện tiêu chuẩn. Khí nitơ công thức là gì? Khí nitơ công thức là gì? N2. Còn khí oxy công thức là gì? O2. Đồng ý à?
thể tích bằng nhau thì cái gì bằng nhau? Ừ, trong cùng điều kiện thể tích bằng nhau thì số mol bằng bằng nhau. Vậy số mol cái gì tới đến được không? Bao nhiêu? Lấy khối lượng chia cho m lớn, khối lượng là mấy? M lớn bao nhiêu? M lớn có 14 à. Ờ, m lớn 1 nitơ là 28 chứ, vì 1 nitơ là 14 mà 2 nitơ là 28 chứ. Là 0.1 mà. Nhớ nghe, khí nitơ là N2 mà khí oxy là O2. Số mol nitơ có rồi. Số mol khí nitơ có rồi. Bây giờ suy ra số mol của khí oxy mấy? Ừ. Là cũng bằng 0.1 luôn. Đúng chưa? Bây giờ tính họ bắt tính cái gì đó? Là lấy gì đó? Tính M là tính cái gì đó? Khối lượng. Đúng rồi, khối lượng quang. Tính M tức là tính khối lượng quang. Ờ, của O2. Mày tính được khối lượng O2 không? Khối lượng lấy số mol nhân M lớn. Rồi, bé. Cho biết ở điều kiện tiêu chuẩn, nếu lấy khí CO2 và khí clo với thể tích khí bằng nhau thì khối lượng và số phân tử của hai khí này có bằng nhau không? Ờ. Bây giờ khí clo công thức là gì con? CL2. Đúng không? Bây giờ hỏi mình là nếu lấy thể tích bằng nhau thì khối lượng và số phân tử của hai khí này có bằng nhau không? Tức là muốn chúng ta so sánh về khối lượng. Ok. Bây giờ đề cho gì? Đề cho chúng ta là V của khí CO2 là bằng VCl2 đúng không? Mà V thì bằng gì? V bằng gì con? Đúng rồi, V thì bằng N^2/4. Và chúng ta sẽ có là 22.4 nhân N của CL2 thì bằng gì? 22.4 nhân N của ai? CO2 đúng không? Đúng không? Vậy từ đó cô rút ra được là số mol CO2 có bằng số mol CL2 không? Biết bài được không? Rồi, số mol CO2 là sẽ bằng số mol CL2. Đúng không? Mà số mol thì lại bằng gì? Khối lượng chia khối lượng mol. Như vậy là cô có... số mol CO2 là bằng gì? Khối lượng CO2 chia m lớn CO2. Đúng không? Rồi sao nữa? Bằng bên đây là khối lượng CL2 chia cho m lớn CL2. Rồi, bé viết vô để bé so sánh cho cô đó. Rồi m lớn CO2 có chưa? M lớn CO2 có chưa bé? Dạ. Rồi mấy? M lớn CO2 mấy bé? Bốn. Còn M lớn C là 2 mấy? 71. Bây giờ có hai cái tỷ lệ đấy rồi á, muốn biết ai lớn hơn nhỏ hơn chúng ta chia thôi. Ở đây chúng ta sẽ rút được là gì? Chúng ta sẽ rút được là khối lượng CO2 là bằng khối lượng CL2 nhân cho 44 chia 71. Đúng cái gì nữa? Muốn tìm số bị chia, đúng không? Ta lấy thương nhân với số chia, đúng chưa?
là lấy n m c là 2 chia 71 nhân 44. Được chưa? Tức là cô viết lại cho chúng chị thấy nè. Chia 71 là nhân 44. Đúng chưa? Và cái này là viết lại thành lại gì? MCO2. Phép nhân chia là có tính giao hóa gì nữa? Là nhân 44 chia 71. Đúng không? Bấm vô cô coi nè. 44 chia 71 được mấy? Rồi, đây công việc kia. M lớn mấy? Mấy? Là 0,62 đúng không? Rồi. MCO2 là bằng 0,62 lần MC là 2. Như vậy nhìn vào đó là biết ai lớn hơn? Dạ là MC là 2. Ừ, MC là 2. Từ đây rõ ràng chúng ta so sánh, chúng ta có được là MCO2 nhỏ hơn MCl2. Như vậy chúng ta kết luận là khối lượng của ai? Khối lượng CO2 nhỏ hơn khối lượng CL2. Đúng chưa? Rồi, như vậy là mới kết luận được cái khối lượng của khí thôi. Còn số phân tử thì sao? Khối lượng là không bằng nhau nè. Khối lượng là CO2 nhỏ hơn CL2 này nè. Bây giờ còn cái số phân tử thì sao? Bởi vì số phân tử bạn gì nó cũng nghe nè. Là khi nãy là mình rút ra được là số mol CO2 bằng số mol CL2 chưa? Bằng không? Bằng không? Số mol CO2 bằng số mol CL2 chưa? Đúng không? Mà số mol thì bằng gì? Bây giờ mình muốn so sánh về số phân tử. Mà số mol CO2 bằng gì? Bằng số phân tử CO2 chia cho hằng số Avogadro. 6 nhân 12. Đúng không? Cô sao cô viết mũ được đó cô? Control shift cộng lên. Còn số mol của CL2 là bằng số phân tử CL2. Đúng không? Chia cho hằng số Avogadro. Đúng không? Cô rút 6 nhân 14 3 chung đi thì cô sẽ cuối cùng cô có số phân tử CO2 bằng số mol số phân tử CL2 không? Như vậy là số phân tử có bằng nhau không? Vậy là số phân tử CO2 là bằng số phân tử CL2. Yeah. Khối lượng thì CO2 nhỏ hơn khối lượng CL2, nhưng mà số phân tử bằng nhau. Khi thể tích chúng bằng nhau thì khối lượng CO2 nhỏ hơn khối lượng CL2, còn số phân tử vẫn bằng nhau. Ok.